Giờ tiên tri, anh có nan đề về đất đai. Mục sư TP Chót Xua Chủ nhật tháng 12 ngày 31 năm 2017. Tôi có thể nói chuyện với anh không? Tôi muốn để tờ báo cáo y khoa của anh ở đằng sau. Cảm ơn nhà tiên tri. Bởi vì tôi thấy một sự tấn công của bệnh hoạn có thể chết người mà đang ăn mòn bạn. Cảm ơn nhà tiên tri. Đó là điều đúng. Khi anh đi nhà cầu, những gì đi ra là những tế bào của cơ thể anh. Cảm ơn nhà tiên tri. Hãy ra đây. Anh sẽ nhìn thấy nhiều năm vinh hiển của Chúa Trời nữa. Anh đã nghe điều tôi giảng rồi, phải không? Dạ. Các bạn biết giờ thực phẩm hôm nay rất là quan trọng. Amen. Hãy đứng lên. Cái tế bào mà có thể làm thỏa mãn người bạn đời của anh trông có vẻ như là đã chết. Tôi muốn gặp anh lại sau, ok? Sau buổi giờ thật phượng không? Không phải anh không thể thỏa mãn người bạn đời của anh, nhưng cái tế bào đó không có mặt ở đó. Ok. Ok, tôi sẽ gặp anh lại sau, ok? Hãy đợi tôi. Anh khỏe không? Anh cần phải tách biệt mình ra khỏi sự tranh giành về đất đai. Yes, sir. Đó là vấn đề về di chúc mà không có ai đổ mồ hôi ra cả. Yes, sir. So, tương lai của anh rất tươi sáng, vậy hãy tách rời khỏi điều này. Đừng tranh giành về đất đai, hãy nhường cho mọi người có phần về họ. Cảm ơn Jesus. Con gái của cô. Cô hãy cầu nguyện cho con gái của mình. Yes, sir. Nó thường xuyên đau bệnh. Tôi nói rằng con gái của cô thường bị bệnh, cũng thường khỏe mạnh, nhưng càng ngày càng bệnh thêm. Cô ấy trở nên ốm yếu. Yes, sir. Điều này đã đánh mất của cô ấy sự tình cảm, khiến cô ấy trở nên cô lập và cô đơn. Vâng, điều đó là sự thật. Và cô cũng biết rằng sự hiện tại, những gì cô đã trải qua về sự cô đơn, bây giờ hiện tại qua con gái của cô. Yes, sir. Cô đã trở thành người cha, người mẹ mọi sự cho chúng nó. Và bây giờ chúng nó cũng trải nghiệm giống như cô. Yes, sir. Cô khỏe không? Mẹ của cô đâu? Ở Sutania. Bởi vì khi cô được sinh ra, cô có một giao ước với thần linh, những người cô thờ cúng những thần linh từ trong dòng dõi gia đình. Dạ đúng.
Đó là lý do mỗi khi cô đi đứng, cô nghe tiếng nói lạ. Dạ phải. Và tiếng nói này bảo cô làm những điều ngược lại. Dạ. Chúng nó bảo cô làm điều này, điều kia, và cô không thể cư xử đúng đắn. Cô thấy người chết và cô ăn chung với người chết. Dạ đúng. Và kinh nguyệt của cô dừng lại. Cô được tự do. Cô khỏe không? Cô thường tự làm thỏa mãn mình khi đang ngủ. Yes, sir. Có một người tà linh đàn ông lạ. Bởi vì đó mà cô không có ăn ái với người đàn ông nào khác. Điều này đã ảnh hưởng đến cô rất lớn. Người là ai trong thân xác này? Trên cô ấy ra. Tôi nói rằng không có người đàn ông nào có thể thỏa mãn cô và khiến cô không có chỗ ở ổn định. Người là ai? Anh khỏe không? Có một lá thư mà anh nhận được. Người đàn ông ở trong cô ấy rất là mạnh mẽ. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Để có người thông dịch cho anh. Cần người thông dịch. Chúng ta không có thời gian. Từ khi có một con chó cắn cô, và từ đó cô làm tình trong giấc mơ, và cô có tình dục, dâm dục từ đó. Yes. À, lên dâm dục. Và cô không thể thỏa mãn được bởi bất cứ người nào. Nó đã chiếm hữu đời sống của cô. Hãy để cô ấy đỡ tôi. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi được tự do. Đây là linh người chết. Linh người chết từ nghĩa địa. Anh sống rất gần nghĩa địa. Cô có sẵn sàng tha thứ người đàn ông này chưa? Yes, chồng của tôi. Cô có sẵn sàng tha thứ ông ấy chưa? Yes, tôi biết sự tổn thương của cô rất là đau đớn. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Ông ấy đã gọi tôi là phù thủy. Hãy tha thứ. Vâng, tôi sẽ tha thứ ông ấy. Cô không phải là phù thủy, đó là lý do tại sao tôi bảo cô hãy tha thứ ông ấy. Điều đó đã tổn thương tôi quá nhiều. Đến nỗi đừng lo lắng, tôi sẽ cầu nguyện với cô rồi mọi sự sẽ ok. Khi chúng ta đang nói chuyện ở đây thì chồng của cô cũng đang bị bắt giữ bởi Đức Thánh Linh. Đi ra. Cómo.
Đứng lên. Xin vui lòng đừng giải cứu ở đằng kia, vì nó làm phiền tôi ở đây. Hãy để họ đỡ tôi. Bộ phận vùng kính của cô có đôi khi đóng, đôi khi mở. Yes, thưa người của chú chờ. Cô có thể đi tiểu, nhưng cô không thể ăn nằm với người bạn đời mình được. Đó là điều đúng sự thật, người chú chờ. Người bạn đời của cô không thể ăn nằm cùng với cô được, bởi vì vùng kính của cô đóng và có khi mở. Dạ đúng. Điều này đã phá hại sự ổn định trong gia đình. Anh đã nói xúc phạm một người bạn của anh. Điều đó là đúng, thưa ngài. Yes, anh đã xúc phạm một người bạn. Chỉ cần nói ra thì giải quyết nỗi nan đề. Yes, sir. Xin cảm ơn rất nhiều. Và điều mà anh làm cho bạn của anh bây giờ ảnh hưởng ngược lại anh. Dạ, điều đó chính xác. Anh ấy được tự do. Anh khỏe không, người anh em? Có một nan đề liên quan đến xe hơi chuyển tải. Yes. Nan đề về thanh toán tiền bạc. Anh đã không giải quyết. Đừng để điều này đi theo bạn sang năm mới. Bởi vì người này đang đau khổ và anh cần phải làm điều gì đó. Yes, sir. Tôi không lấy làm phiền để giúp đỡ anh, bởi vì anh không thể sống cuộc đời sống như thế này được. Bởi vì đến bây giờ nó đến mức độ anh trở thành người vô gia cư. Hãy đỡ tôi sao? Cô ấy có một thân xác to lớn, nhưng cô ấy có một tà linh khổng lồ ở bên trong, là điều phá hại cô. Đi ra. Ngươi đã làm gì sự nghiệp của cô ấy? Con nhỏ này không thể lập gia đình. Tại sao? Làm sao ngươi có thể tiêu diệt cô ấy? Ngươi đã làm gì cô ấy?
kinh nguyệt của cô. Dạ phải, tôi có vấn đề trong bụng. Bây giờ kinh nguyệt của cô không phải là kinh nguyệt nữa mà cô đang bị chảy máu. Yes. Vấn đề chảy máu. Vâng, chảy máu. Đó là điều tôi đang nói. Hãy nói ra. Người là ai? Hãy tránh ta ra. Ta là người đàn ông khổng lồ. Ta muốn giết cô ấy. Người đã làm gì cô ấy? Hãy nói lớn lên. Có một vấn đề về đất đai. Yes sir. Tôi nói có nan đề về đất đai. Yes sir. Tôi chỉ thấy anh có một miếng đất mà hợp pháp thuộc về anh. Nhưng các anh lại yêu cầu có thêm nữa. Nhưng thật ra anh, các anh chỉ có một miếng đất hợp pháp mà thôi. Dạ đúng, dạ đúng. Đây là một nhà truyền đạo. Yes sir. Tôi nói đây là một nhà truyền đạo. Cảm ơn. Anh là một nhà truyền đạo. Cảm ơn. Anh khỏe không? Tôi muốn gặp anh là sao? Bị bón. Anh hãy cầu nguyện chống nghịch lại bị bón. Đó là lý do khi anh đi nhà cầu rất khó cho anh đi được. Dạ đúng. Tôi muốn gặp anh là sao? Ai là Ni? Ni à? Khỏe không? Cô đã hoàn trả giấy tờ ở cùng cô chưa? Tôi không biết, không biết. Có giấy tờ hồ sơ ở cùng với cô. Có một giao ước với các thần linh. Thần linh. Tôi không biết về điều đó, thưa ngài. Tôi muốn gặp là anh sao? Hãy để anh ấy phun ra. Chồng của cô đâu? Có sự tranh cãi ở trong gia đình. Yes. Và cô là nguyên nhân.
cô đã gây ra nhiều hơn là chồng của cô. Madam, đứa trẻ trai này đâu? This boy, where is this boy? Nó đi và đỡ tôi. Có một mặt ong. Mặt ong. Cô có biết mặt ong là gì không? Yes, sir. Cô dùng mặt ong để làm gì? Xin vui lòng ai ở đằng đó. Xin hãy đưa người đó ra. Ra khỏi nơi đây. Khi tôi đụng chạm cô, tôi nhận biết có sự mặt ong được ban cho cô bởi một nhà tâm linh. Yes, sir. Hey, đó là một mục sư. Là mục sư à? Nhưng mà cách sử dụng của cô thì không có bình thường. Vì cô đang dùng nó để chà sát lên bộ phận sinh dục. Dạ đúng, dạ đúng. Làm thế nào bạn dùng mặt ong để chà lên bộ phận vùng kín? Hãy đi ra. Tôi muốn gặp cô ấy là sao? Đi ra. Tôi sẽ gặp Papa lại sao? Tôi muốn gặp cô ấy là sao? Cô khỏe không? Có một sự giải phẫu. Yes, sir. Hãy nói chuyện với tôi. Tôi nói là có một sự giải phẫu. Yes, sir. Nhưng sau đó vấn đề không được giải quyết. Có một quyển sách mà anh sử dụng. Có một quyển sách mà anh đã đọc. Tôi muốn gặp là anh sao, ok? Có một sự tranh cãi về một đứa trẻ. Có một sự tranh cãi về đứa trẻ. Tôi muốn gặp lại cô, ok? Tà linh người chết. Cô đã mơ thấy tà linh người chết? Dạ đúng. Đã có một lần cô từng được người ta cầu nguyện giải cứu cho. Yes. Cô đã nhìn thấy mồ mả, thấy hòm. Đó là điều đúng sự thật. Hai tuần chưa trước. Nếu tôi không cầu nguyện cho cô thì thông thường cô nằm ngủ, tim của cô ngừng đập. Dạ đúng, dạ đúng. Nó vừa mới xảy ra vừa hai tuần vừa rồi. Người là ai trong thân xác này? Người đã làm gì cô ấy? Cô càng phải tha thứ chồng của mình, ok? Come on.
Xong nước. Come on, take him. Who are you?